ก็มันบอกว่ามันอยู่แถวโรงแรมมันกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวWe'll be right back.
Cũng là nhà hàng chúng tôi dùng từ miền Tây. Quý vị sẽ chứng minh được điều đó. Và đặc biệt trong ngày hôm nay chúng tôi trình thiết mời vô cùng hấp dẫn quý vị nhé. Quý vị có mùi gói mì không thì mà sao chúng tôi, quý vị sẽ được tặng một món mì không.